cái phần rãnh cười thì bị rất là sâu và phần nhăn trên trán nữa. Và cô đến đây để thực hiện liệu trình căng chỉ XRP lip ạ. Và đây là kết quả ạ. Vâng. Bác chào cô ạ. Ôi đẹp quá cô ạ. Cô có thấy hồi hộp không cô? Lúc làm má bên phải thì hồi hộp nhưng bên này không hồi hộp. À lại không hồi hộp ạ? À. Đau. Nhưng mà bây giờ mình kết quả cả mặt rồi thì cô cũng không hồi hộp là xem mà nó có trẻ ra được chục tuổi không ạ? À không, cái đấy thì hồi hộp lắm. Càng mong là được soi gương này. À, thế, à, thế thì trước khi mình soi gương thì cháu sẽ mời bác sĩ là phân tích da của cô trước và sau khi làm cô nhé. Chúng ta có thể nhận thấy là các điểm lão hóa trên khuôn mặt của cô Ánh đã được cải thiện. Mình có thể nói là chúng ta có cải thiện được ít nhất khoảng tầm 7 tuổi. Đúng không ạ? Đến 10 tuổi rồi, đúng không ạ? Em thấy là 10 tuổi rồi đấy ạ. Các rãnh thay đổi rất là nhiều. Đó, bề mặt da cũng thay đổi này. À, độ chảy xệ cũng thay đổi rất là nhiều. Vâng ạ. À, thế thì như mình nói lúc trước ấy, là cái việc thay đổi này, đây là ngay sau làm chúng ta đã nhìn thấy. Vâng. Nhưng nó sẽ còn tiếp tục diễn ra trong cái thời gian tới nữa. Và nó sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều hơn. Vâng. Chứ không chỉ dừng lại ở đây, đúng không ạ? Và cái ngoài ra nữa thì cái bề mặt ấy, nó cũng sẽ được sám và mịn màng hơn. Vâng. Do cái việc mà cái chất tăng sinh collagen nó sẽ giúp da được căng mọng hơn. Có nghĩa là khi, lúc nãy thì bác sĩ đã đi cái chỉ collagen cho cô đúng không ạ? Vâng ạ. Chúng ta có kết hợp là cả chỉ nâng cơ và chỉ tăng sinh collagen. Vâng. À vâng ạ, cô hơi đây gương cô nhá. Vâng. Đó, cô ơi, cô có thấy khác không ạ? Khá khác, không nhận ra mình nữa. Không nhận ra mình luôn ạ. Trẻ phải đến chục tuổi đấy cháu ạ. Vâng, bây giờ con thấy đang rất là đẹp, da rất là căng đó. Con này, trai bên má này cháu này. Vâng, lúc nãy khi mà cô đến thì con thấy da cô chảy xệ này. Cầm vào đây nó bị chảy xệ, giờ rất là căng rồi, rất là đẹp. Và mọi người thấy là đây là cái thủ thuật mà xâm lấn tối thiểu, vâng. Không quá nhiều. Và sau khi thực hiện xong thì khách hàng hoàn toàn bình thường, vâng. Không có những cái chảy máu hay bầm tím, thâm tím gì cả, vâng. Và về nhà thì khách hàng có thể sinh hoạt bình thường, vâng. Nó sẽ chỉ có cảm giác là hơi căng căng một chút xíu thôi, vâng. Và da mặt sau một tuần thì sẽ hoàn toàn trở lại hoàn toàn như bình thường, vâng. Và khách hàng thì sẽ thấy sinh hoạt ngay xong làm, khách hàng có thể sinh hoạt bình thường. Chúng ta chỉ nên là hạn chế những cái động tác ví dụ như là làm căng cái da mặt, ví dụ như là ngáp to này, hay là ăn những cái đồ cứng đó thì chúng ta cũng nên kiêng ha. Cô nhớ lời bác sĩ dặn chưa ạ? Vâng nhé. Vâng ạ. Đó, bây giờ con thấy rất là đẹp rồi. Lúc nãy bác sĩ có đi cái chỉ nâng cơ cho cô ấy, cái chỉ nâng cơ bên con là cái chỉ gai 360 thì là nó sẽ giúp cô là lift những cái phần da bị chảy xệ, nó kéo căng lên. Đấy, cô thấy bây giờ cái da mà của cô này, cái viền hàm rất là gọn rồi, cái nọ cằm bây giờ con không thấy nữa. Lúc nãy con thấy là cái nọ cằm cô nó chảy xuống. Vâng, đúng rồi, bây giờ con thấy rất là gọn và đặc biệt là cái da cô nó không được đều màu ấy thì bác sĩ cũng còn đi cái chỉ collagen cho cô thì nó sẽ giúp tăng sinh collagen. Da như là trắng da nhá. Bây giờ nó đã căng bóng hơn rất là nhiều và về sau tầm khoảng 2-3 tháng nữa thì nó còn tăng sinh collagen, nó còn đẹp hơn nữa cô ạ. Đó. Hôm nay về chắc các con với ông xã này ngạc nhiên. Đó. Làm đẹp quá. Vâng, đẹp quá cô ạ. Thế thì cô có điều gì nhắn gửi đến những cái chị khách hàng đang xem livestream của cô không ạ? Ôi giời, cô cái này là cô trải nghiệm rồi nên là cô cũng động viên là tất cả các bạn mà nếu mà ở cái tầm tuổi như của cô ấy hoặc là ít hơn mà có những cái biểu hiện nó không được đẹp ở trên gương mặt mình thì nên đến thẩm mỹ viện Bali, nơi mà tôi đã gửi chọn cái niềm tin sau cái lần vừa mới làm. Bây giờ đã thấy quá phấn khởi, quá sung sướng rồi. Vâng, có thể quá phấn khởi rồi. Vâng, tuyệt vời. Mọi đẹp quá. Nên bớt chút thời gian tạo điều kiện để đến đây để làm đẹp cho mình. Đó. Vâng ạ, thế thì quý vị ơi, nếu mà quý vị muốn sở hữu một gương mặt đẹp như của cô Đào Ánh đây và muốn trẻ ra chục tuổi như cô thì mời các bạn đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, hoặc gọi điện hotline 0386 463 463 để được tư vấn và đặt lịch. Xin chào và hẹn gặp lại.